các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ dùng cái bộ bạt này để em đi test thử một số cái loại ong như phổ biến ở Việt Nam, như là ong đất, ong bầu vẽ và ong bầu đất, để cho các bác cùng xem. Cái bộ này thì nó liền là ủng liền găng. Đây, được may cải tiến thôi rồi. Và có thêm một ô thoáng ở đây nữa. Đây, liền ủng luôn đây. Bây giờ em sẽ bắt thử một số cái loại ong cho các bác cùng xem. Cái bộ này thì bên em là đang bán 500.000. Các bác cần thì em để lại cái số điện thoại ở dưới phần mô tả và bình luận của video ấy. Thì các bác vào đấy để gọi điện để đặt hàng. Khi bắt những cái loại ong ở dưới đất như là ong đất, ong bầu đất, ong dế thì các bác nên làm thêm một đôi găng tay rửa bát này vào để cho chắc ăn. Cho các bác cùng xem cái tổ em đang nuôi ở đây. Thì ở trong rừng bây giờ rất hiếm, đi không gặp nên không bắt được ở trong rừng. Em sẽ làm cái tổ ở nhà này để cho các bác cùng xem. Đây các bác, dù là ong đất hay ong gì thì cũng thoải mái luôn. Đây các bác, thoải mái luôn và không sợ bị đốt. Đấy thì các bác có thể thấy cái độ chất lượng của cái bộ bạt. Còn mấy tổ vỏ vẽ này thì em không thử nữa. Vì mấy tổ này gần nhà, nếu thử bây giờ thì quân nó sẽ bay ra nó đốt người. Nên em sẽ không thử nữa. Còn riêng cái ong vỏ vẽ này thì cái bộ bạt kia thì không bao giờ xuyên thủng được. Kể cả ong đất hay những loại ong khác. Em đang nuôi mấy chục tổ. Ở khu vực này em đang nuôi 10 tổ. Trên đằng sau nhà này nữa. Thì video của em xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chào các bác nha.